Cheers. Thì hôm nay cái cocktail mà mình làm đó nó có tên gọi là Boulevardier. Thì vừa rồi mình đi chơi với lại bạn, đi một cái quán bar cũng khá có tiếng ở đây, thì họ làm cái món này rất là ngon. Cho nên là mình về nhà mình lên mạng mình coi cái công thức để mình làm thử. Cái loại cocktail này thì nó rất là đơn giản thôi, nó hơi tựa như là old fashion vậy các bạn. Tụi mình có thể tự làm ở nhà bởi vì nó chỉ bao gồm có ba nguyên liệu chính thôi. Thứ nhất là rượu bourbon, thứ hai là rượu Cranberry, là cái một cái loại rượu mà chuyên dùng pha chế mà nó có hơi có mùi thảo dược một chút xíu. Cái thứ ba là rượu vermouth, ở đây cũng là một loại rượu chuyên dùng để pha chế luôn. Và cái rượu vermouth ở đây thì mình xài cái sweet vermouth, là cái vermouth ngọt. Cái loại cocktail này thì mình uống mình sẽ thấy nó đậm vị hơn old fashion, là bởi vì old fashion các bạn dùng syrup hoặc là honey chung với lại bourbon đúng không? Ở đây thì ngoài bourbon ra nó có cranberry và vermouth nữa, cho nên là cái vị nó sẽ đậm hơn một chút xíu. Và những cái bạn nào mà hảo thích uống mà ngọt ngọt dễ uống hơn một chút á,
thì các bạn uống cái này các bạn sẽ thấy thích hơn là uống old fashion. Nhưng mà bù lại cái này thì mình nghĩ là uống sẽ mau say hơn là old fashion, tại vì cái lượng đường nó cao hơn các bạn. Và cũng giống như old fashion thì mình cũng xài cam để mình garnish, coi là mình làm cái final touch cho cái cocktail này. Cheers. Kept in a box, locked in a darkened room, buried beneath a place where roses bloom, sinking so slowly.